Bây giờ anh chị có một cái chuyện khác quan trọng nữa, muốn cảnh báo cho mấy anh mấy chị nha, mà đặc biệt là mấy chị, nhưng mà cũng có cái phần trách nhiệm của mấy anh ở trong đó, thấy không? Mấy anh chị mà có nứng đừng nưng như thế nào á, thì các anh chị cũng phải cẩn thận rào trước đón sau giùm cho tôi nhé, không? Các anh chị cũng phải nhớ, đại khái là trong cái cuộc vui mà hoan hợp hoan hỷ rồi đó, thì các đồng chí, ô lộn, các anh các chị phải nhớ tới cái đồng chí Võ Nguyên Giáp để mà các anh các chị hành sự cho nó có kế hoạch hóa gia đình, nghe không? Chuyện là như vậy, tôi đọc thấy ở trên báo VTV, báo Tuổi Trẻ rồi này kia, họ báo động về cái mức sinh thấp nhất mà rất là đáng lo ngại của thành phố Hồ Chí Minh. À, thành phố mang tên cướp đó, thành phố mang tên cướp là người ta hiện giờ là đang lo ngại lắm, báo động. Sao mấy bà không chịu đẻ nữa đi? Trời ơi, sao mấy cái mức sinh gì mà thấp quá vậy nè? Thấp báo động luôn vậy đó. Họ liệt kê ra tổng cái tỷ suất sinh của thành hồ là 1,39 con vào năm 2022. À, ước tính là 1,4 con vào năm 2023. Đại khái là người ta tính cái tỷ lệ dựa trên cái số dân người ta chia ra, chứ mình đẻ hoặc một con hoặc hai con hoặc ba con, chứ làm gì có cái chuyện mà đẻ một con 1/3. Vậy thì cái thứ 1/3 kia nó là cái con gì chứ nó không phải là cái con người. Nói đùa. Có nghĩa là theo cái tính toán này thì tổng cái tỷ suất sinh của thành hồ đó năm 2022 vừa rồi á là người ta cũng chỉ đẻ có một đứa con à, và ước tính vào cái năm 2023 đây của mình cũng đẻ có một đứa con à, và cái số người mà muốn đẻ đứa nữa đó thì nó chỉ có vài chục phần trăm. Và cái số liệu này nó tiếp tục báo động về cái tình trạng mức sinh rất là thấp của thành hồ. À, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dân số cho biết như vậy tại một cái hội nghị hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số kỷ niệm 62 năm ngày dân số Việt Nam do Sở Y tế Thành Hồ tổ chức hồi hôm sáng 10 tây tháng 12. Quý vị biết không? Đây là cái hội nghị hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số. Tháng hành động quốc gia về dân số nghĩa là chơi nhau đi. Vô đi mấy anh chị. Hành động ấy, hành động cho nó cụ thể thế nào. Đây là tháng tháng hành động quốc gia về dân số. Bởi vậy đó là lý do mà ngày hôm nay tôi phải lấy cái chủ đề là khi ta yêu nhau đó. Mặc dù là không liên quan, phải không? Má hàm già đầu bạc kia mà yêu nhau chơi nhau thì nó cũng ra được cái gì. Nhưng mà bồn thì tôi cứ bắt cầu như vậy đi, thì gì nó cũng có liên quan. Bây giờ người ta đang sốt vó cái kìa, các anh chị còn đợi cái gì nữa? Người ta đang sốt vó, người ta nói trời ơi sao mấy bà mấy má đẻ ít quá vậy nè. Bây giờ ta nói rằng là thiếu hụt dân số đây nè, ha, thiếu hụt một cái lực lượng lao động cho xã hội này kia kia nọ. Mà sao mà năm trước thì cũng chỉ muốn đẻ có một đứa, bây giờ năm nay cũng chỉ muốn đẻ có một đứa, thống kê đó. Sao không ai mà có nguyện vọng mà đẻ thêm đứa thứ hai thứ ba vậy? Đúng không? Và người ta còn nói trời ơi, thành hồ bây giờ là có quy mô dân số lớn mà lại già hóa dân số nhanh. Có nghĩa là dân số thì đông mà già đi nhanh quá trời, đúng không? Có hơn 1 triệu người cao tuổi với cái tỷ lệ là 11%. Như vậy là nhiều đó, trời ơi. Thành thử ra đó, thành phố mang tên cướp là đang nỗ lực cái truyền tải thông điệp mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, chứ đừng có mà 1,3 con với 1,4 con, đẻ là đẻ cho nó ra nguyên một cái hình hài, thấy không? Năm vừa rồi cái tỷ lệ đẻ đó có 1,39 con à, còn năm nay ở năm 2023 hết năm rồi nè, bây giờ tỷ lệ đẻ cũng chỉ có 1,4 con, 1,39 con kìa, 1,40 mấy con đó. Đại khái là thành phố mang tên cướp là đang nỗ lực truyền tải đi cái thông điệp nè, mấy anh mấy chị sinh đủ hai con nha, chứ đừng có mà sinh lưng chừng như vậy nữa, một phẩy mấy con thì nó ra cái giống gì đó. Người ta đang coi như là làm truyền thông mà chuyển đi cái thông điệp như vậy đến từng người dân luôn, nhằm gì? Nhằm giải quyết cái tình trạng cái mức sinh thấp đang gây lo lắng cho các đồng chí lãnh đạo. Đẻ đi, đẻ đi, đẻ để mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Nghe đồn là đẻ đi, một đứa nhỏ đẻ ra được cho 20 triệu kìa. Mà quý vị phải coi nha, 20 triệu nó có đưa cho mình không? Hay là nó bắt mình ẵm con mình lên tivi lãnh, đó không? Với lại giờ ví dụ như các anh chị mang bầu cũng vậy, các anh chị mang bầu đến tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9. Mình nghĩ thôi giờ mang bầu đi rồi đi đẻ đi.
20 triệu thì mình đi đẻ về mình cũng lời được mấy triệu. Tại vì lâu rồi anh chị không có biết giá cả đi đẻ bên kia làm sao phải không? Tại bên này đâu có tốn tiền đâu, thành ra đâu biết. Còn bên bển thì không biết mấy anh chị tốn kém ra làm sao. Ví dụ như bây giờ các anh chị đi đẻ, đẻ thường thì tốn nhiêu tiền, đẻ mổ thì tốn nhiêu, rồi một ngày nằm nhà thương thì hết nhiêu tiền. Đại khái là 20 triệu như vậy thì mấy anh chị đi đẻ ra đứa nhỏ về rồi mấy anh chị có còn dư dật được đồng nào không? Hả? Nói chung là các anh chị cân nhắc đi. Không, trên YouTube thì con anh chị nó kêu mấy chị ngừng đẻ, còn giờ Thành Hồ thì kêu gọi mấy chị đẻ. Giờ mấy chế tin ai? Trời ơi, mấy chế tin tôi đi chứ, nghe tôi nè. Tôi là tôi có cái nguyên quán gốc gác ngoài Bắc thôi, chứ tôi sinh đẻ trong Nam mà tôi nói giọng Nam nữa, tôi không có lừa mấy anh mấy chị đâu. Trời ơi, mấy chế nghe em đi, tin em đi, cho em xin, I can you đó, đừng có đẻ. Nghĩ sao vậy? Nhà cửa thì mắc mỏ, giá cả trên trời, má đi cày làm lụng cả đời chưa chắc mua được một căn nhà, làm chết ông chết cha luôn. Lương thì ba cọc ba đồng, mãi mãi cũng chỉ có 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu. Mà lạm phát thì cao, xăng tăng, điện tăng, nước tăng, cái giống gì cũng tăng, có cái gì nó xuống đâu. Thấy không, lạm phát cao thì giá cả hàng hóa nó mắc mỏ thôi. Đời sống của mấy chế là luôn luôn thiếu hụt, thiếu trước hụt sau, đi vay đi mượn. Nói chung là tôi thấy là nó mấy anh mấy chị sống có sung sướng gì hết trơn á. Thành thử ra suy nghĩ cho kỹ đi, cầm 20 triệu đó để đi đẻ mà nhiều khi nó còn không có chịu đưa cho mấy anh mấy chị để mà có cái kêu là kinh phí lộ phí đi đẻ nữa. Nó kêu đẻ đi rồi tính, ẵm đứa nhỏ lên lãnh tiền, rồi chừng mình đẻ ra rồi rồi nó không đưa tiền mình, rồi giờ mình làm sao, không lẽ mình nhét đứa con vô trong bụng lại đúng không? Rồi chừng đó nó nói mình, thí dụ giờ mình cứ đi ra ủy ban á, mình đi đòi tiền nó hoài, nó có thể nó bắt mình cái tội gây rối trật tự nơi công cộng. Rồi có nhiều thằng nó cục súc mà nó nói ai hứa cho mày thì mày đi lên tivi mà đòi, đi lên báo mà đòi, rồi nó mới chế tính sao. Tôi nói thiệt với quý vị, ở bên đây một đứa nhỏ ra đời được thưởng 5.000 mà người ta còn trăn trở suy tư có đáng không? Mà nói thiệt ra người ta cười á, tại vì sao? Đứa nhỏ nó ra đời đâu phải chỉ để ở trong cái tiền thưởng đó, mà ấy là cái nhà nước ở bên đây á, nó không phải là nó cho một đứa nhỏ đi đẻ bà mẹ nó cho 5.000 mà mỗi tháng đứa nhỏ đó được bao nhiêu tiền. Rồi thí dụ như từ 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 khi đẻ ra cho đến khi 3 tuổi nó ở một cái khung tiền khác, rồi từ 3 tuổi cho tới 13 tuổi nó có cái khung tiền khác, từ 14 tuổi đến 18 tuổi nó có một cái khung tiền khác, từ 18 tuổi trở đi thì nó khác rồi, nó qua một cái system khác, hệ thống khác. Vì thế không, đó là nhà nước người ta nói bây giờ nè nè bà đẻ đi, tôi cho bà một cú luyện vậy, nhưng mà rồi sau đó hàng tháng con bà từ lúc đẻ cho tới 18 tuổi là nó có vậy 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 vậy, nhà càng đông con thì càng có nhiều tiền để người ta phụ cho nuôi. Tại vì sao? Tại vì cái chính phủ của người ta ý thức được một cái đứa trẻ nó thực sự là tương lai của cái đất nước, bởi vì cái đứa trẻ đó đó nó là một cái nguồn nhân lực cho cái đất nước. Mẹ, một cái đất nước muốn phát triển thì phải có nhân lực, chứ không có nhân lực làm sao phát triển. Giờ anh muốn mở một cái xưởng sản xuất cái gì, hay anh muốn mở một cái gì đi chăng nữa, không có nhân công làm cho anh rồi anh sắm robot từ đầu chí cuối hay gì? Trời ơi, nếu như mà một cái xưởng mà anh mở ra mà từ đầu chí cuối anh robot không, thì xin hỏi bán cái sản phẩm đó anh phải bán bao nhiêu tiền để anh lấy vốn, anh bù vô mấy robot đó? Tưởng là làm ra được một cái con robot dễ lắm mà. Mà ngay cả bây giờ làm công nghệ dây chuyền thì con người cũng phải điều khiển cái dây chuyền đó vậy. Nói chung ra một cái xã hội hay một cái đất nước, một cái nền kinh tế hay bất kỳ cái việc gì muốn phát triển là phải có cái nguồn nhân lực. Thành ra thời bây giờ quý vị thấy không, người ta phát triển cái ngành này ngành kia ngành nọ, người ta đi theo cái hướng phát triển bền vững, người ta phát triển cái nguồn nhân lực mà người ta đào tạo một cái nguồn nhân lực có năng lực, có tay nghề, chứ không phải chỉ dựa theo số đông theo cái kiểu mà của Tàu với của Việt Nam với của Ấn Độ đâu. Đó là lý do tại sao cái nguồn nhân công ở những cái xứ bên đây nó mắc mỏ hơn những cái nguồn nhân công ở những cái xứ đó đó. Hồi xưa mình còn có thể mình sống theo cái kiểu mà trời sinh voi sinh cỏ. Thôi bây giờ mà cỏ ở đâu ra cho mà ăn? Thôi bây giờ mà mẹ mình muốn sinh ra muốn ăn cỏ thôi cũng không có cỏ cho mà ăn nữa. Mà đẻ một đứa con tốn biết bao nhiêu tiền.
đâu phải chỉ có cái chuyện là cái tiền mà ăn để mà nuôi bầu rồi chờ cái ngày đi vô nhà thương đi đẻ bể bầu đâu, đâu phải chỉ có nhiêu đó chi phí đâu, rồi đẻ một đứa con ra tốn kém biết bao nhiêu, đẻ ra đời một cái là sữa nè tả nè không, rồi đi chích ngừa có miễn phí không, bên đây tôi con nít chích ngừa miễn phí nè quý vị. Quý vị biết không, nó có cái trung tâm kêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em PMI á, là nó theo dõi con nít từ sơ sinh cho tới 2 tuổi là chích ngừa miễn phí hả? Và đến cân đo đong đếm khám mỗi tháng, khám bác sĩ nhi khoa khám miễn phí, Việt Nam có không? Rồi tiền sữa tã không, tiền vaccine không, rồi chưa kể là đau ốm bệnh tật rồi đi nhà thương, rồi tiền thuốc tiền này kia. À, lớn một chút thì có học phí rồi phụ phí bệnh phí, rồi đi học đâu phải chỉ có mỗi cái học phí, còn quỹ phí rồi đóng tiền hội phụ huynh này kia kia nọ tùm lum hết, rồi các cái lớp học thêm rồi trung tâm rồi kia, trời ơi từng đó những cái khoản phí 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 mà hai ông bà mà đang ân ái với nhau mà nghĩ tới mấy cái đó thôi là tao thấy rùng mình là xìu liền, làm gì mà còn hăng được nữa. Môi trường sống thì độc hại, con mình sống từ nhỏ chí lớn mà không có bị mà không có bị xâm hại hay tai nạn là mình đã mừng chết bà, nhưng mà làm sao mà một đứa nhỏ mà từ nhỏ chí lớn mà không có đau bệnh được, môi trường độc hại như vậy mà lấy gì mà không đau bệnh. Tôi nói mấy anh mấy chị mà cố gắng có một đứa con thôi ở trong cái xã hội đó, cái môi trường đó là mấy anh mấy chị là đã rất là can đảm rồi đó, chứ ai mà dám nghĩ tới hai ba đứa nữa. Thành thử ra thấy không, mấy ông mấy bà cùng lắm đẻ một đứa để làm chi, để có đứa về già nương tựa hay là có người nối dõi tông đường đồ này nọ kia, còn hỏi tới ai cũng lắc đầu. Rồi có người thì cũng muốn đẻ đó mà không dám đẻ, có người thì trời ơi, có sẵn trong bụng rồi đó mà nó khôn nó không chịu chui ra tại nó sợ bao nhiêu là thuế phí này kia nọ. Thành thử bây giờ thành hồ là mới khuyến khích đó. Trời ơi mấy ông mấy bà đẻ đẻ ra ra hẳn hai con giùm tôi cái, chứ đừng có một một rưỡi rồi 1,3 rồi 1,4 rồi vậy, đẻ ra hẳn hai đứa con đàng hoàng coi mà ai dám, bây giờ ai mà can đảm nữa. Trời ơi hồi xưa bên tàu quý vị nhớ, tại vì dân số nó đông rồi nó ô nhiễm môi trường rồi nó là nói chung là bên tàu nó hay có những cái mà chiến dịch và những cái cuộc cách mạng mà cũng là đỉnh cao trí tuệ của loài người lắm cơ, không gây ra biết bao nhiêu là cái tác hại. Tại vì sao? Tại vì cũng là một cái đảng cộng sản nó cầm quyền bên đó, mà những cái con người cộng sản thì cái trí tuệ của họ đó nó đỉnh cao thế nào, nó sáng suốt, nó tài tình ra làm sao thì quý vị hiểu rồi, quý vị rõ quá rồi. Hồi xưa bên tàu cấm đẻ, chính sách một con, Việt Nam mình cũng bày đặt học theo, rồi xong bây giờ tàu nó khuyến đẻ rồi mình bây giờ về cũng khuyến đẻ theo. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái chính sách mà bên tàu nó đưa ra nó làm mình cũng học theo, rồi cái bên tàu nó nhận ra những cái khiếm khuyết những cái mặt trái của cái chính sách của nó, thế nó thay đổi, thế là Việt Nam mình cũng thay đổi. Tại sao tôi khuyên mấy anh chị đừng có đẻ, giờ ai nói ra đâu đâu đứa nào nói mày đừng đẻ, nó nói con anh chi nó nói kêu lên diễn đàn tâm thức Việt, tôi nói tôi nghe, tôi khuyên mấy anh chị á, trời tôi xúi mấy anh chị đừng đẻ nữa. Đẻ ra làm gì, mình có thiếu dân đâu. Quý vị thử nghĩ coi, một cái đất nước có ba trăm mấy hơn 300.000 cây số vuông, cả trăm triệu người, cả trăm triệu người, cái xứ Pháp đây cái diện tích lớn gần gấp đôi xứ Việt Nam mà dân số cũng chỉ có 62 65 triệu người thôi, mình chen chúc cái mật độ dày đặc như vậy. Và tôi nói quý vị nghe, mình thật sự không có thiếu dân đâu. Nó bảo bây giờ già hóa là thế này thế kia thế nọ, nó nói chuyện cho quý vị nghe, nó nói có một chút à, nó nói có một xíu xíu thôi, một cái bề nổi của vấn đề thôi, chứ không bao giờ mà nó mổ xẻ phanh phui hết cho quý vị có một cái nhìn cho nó tổng quan bao quát. Rồi nó làm cho quý vị tưởng như là mình thiếu cái lực lượng lao động cho xã hội, mình là đang gánh một cái gánh nặng người già. No 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 no, không phải vậy đâu. Mình có thiếu dân đâu quý vị, mình thực ra mình chỉ có thiếu việc làm và thiếu tiền thôi, chứ nhân lực Việt Nam mình không có đâu. Quý vị vào dòm coi cái độ tuổi nào đi xuất khẩu lao động nhiều nhất, mấy ông bà già đi xuất khẩu lao động à? No, thanh thiếu niên đi xuất khẩu lao động rất nhiều, và phải nói rằng đó là một cái lực lượng đi làm nô tỳ, làm cu ly xứ người,
trai thì đi làm nô, gái thì đi làm tỳ. Đó là cái lực lượng mà ô sin nô tỳ cu ly á, khủng, đem lại một cái nguồn kiều hối rất lớn cho đảng. Tôi nói thiệt, cái lượng kiều hối của Việt kiều mà tị nạn cộng sản ngoài hải ngoại gửi về cho đảng á, thì nó cũng ngon đó, nó cũng ok đó, đảng cũng cũng ăn giọng mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ đảng cười phì, tụi bay tưởng có mỗi mình tụi bay đem kiều hối về cho tao chắc. Thấy không? Bây giờ cái lực lượng mà đi làm nô làm tỳ ở xứ người đó, gửi kiều hối về cho đảng, nó còn lớn, nó còn nhiều hơn là cái kiều hối của cộng đồng người Việt tị nạn mình gửi về cho đảng rồi đó. Thành thử ra ai mà có đọc báo Việt Cộng đó mà thấy mà nó hô mà một đứa trẻ sinh ra nhận được khoảng 20 triệu là ế ề nha. Cân nhắc liền nha mấy chế nha, đừng có thấy cái con số 20 triệu rồi cái nỗi lòng tham rồi nứng nừng lên là chết á, khôn 3 năm dạy 1 giờ đó. Đừng có mà nghĩ tới cái con số 20 triệu, bởi vì tôi nhắc lại lần nữa, nó không phải chỉ là mỗi cái tiền đi đẻ không đâu nha. Trời ơi, phải nghĩ tới cái chuyện bỉm sữa rồi nhà trẻ rồi mẫu giáo đồ trường học, tiền học phí của chúng nó lên tới cấp 3 xong rồi tiền vào đại học. Rồi bệnh tật đau ốm nhiều chuyện lắm. Suốt một cái quá trình như vậy từ khi mình đẻ con mình ra từ 0 tuổi cho tới 23 tuổi. Quý vị tốn kém biết bao nhiêu. Mà quý vị tốn kém cho con mình là quý vị coi như trực tiếp gián tiếp quý vị đóng thuế cho chúng nó. Tiền điện, tiền nước, xăng dầu, tất tần tật nhu yếu phẩm, thấy không? Thành thử là tôi nói đừng có mà thấy con số 20 triệu nha. Nghe lời nó dụ dỗ, khôn 3 năm dạy 1 giờ là chết nha mấy chế nha. Mới hôm kia kìa đây thấy thằng thằng gì đó, thằng thằng gì bên Triều Tiên quên rồi, gì mà mập như con heo á, anh chàng gì đó, Kim Jong Un gì đó, Kim Jong Un, trời ơi cũng chậm lấy khăn chậm nước mắt khóc y hệt như Bác Hồ nhà ai đó, mẹ đồng chí Un nữa, tao nói bật khóc. Khi mà ở một cái hội nghị nào với các chị em phụ nữ, tưởng sao đọc kỹ lại thì thấy rằng là à anh Ổn đang khóc thương, đang lo lắng cho cái tương lai của dân tộc, và anh Ổn đang là năn nỉ các chị em ở bển để đẻ giùm ảnh đi, đẻ giùm tôi đi mà, trời ơi đẻ đi mà, trời ơi tôi năn nỉ đó mà, đẻ giùm tôi đi mà. Tại sao vậy? Một cái đất nước mà đói mà khổ mà giờ này vẫn còn có người chết đói, đói lên đói xuống, đói run rẩy như vậy mà sao mà chủ tịch của nó cũng đi lên khóc lóc và năn nỉ ỉ ôi biểu dân đẻ đi. Rồi bây giờ bên tàu cũng vậy, hôm rồi ở trên đài BBC, hôm rồi trên báo BBC anh chỉ có đọc một cái tờ báo, người ta phân tích vì sao mà phụ nữ tàu bây giờ người ta ngại đẻ, mà người tàu bây giờ người ta thọ lắm quý vị biết không, ai cũng coi như là thọ tới 80 tuổi 90 tuổi rồi. À, mà coi như cái tỷ lệ tuổi thọ của Việt Nam mình á, là cũng 75 tuổi á. Việt Nam mình bây giờ cái tỷ lệ tuổi thọ đó, cái trung bình tuổi thọ của người Việt Nam mình bây giờ là cũng 75 tuổi á. Mà ngộ nha, bên Tàu bây giờ người ta cũng kêu gọi dân đẻ, tại vì sao? Tại vì giờ dân người ta cũng không muốn đẻ, dân Tàu bây giờ cũng không muốn đẻ. Lạ heo. Nó ủa sao kỳ vậy? Đất nước bây giờ là cường quốc rồi, giàu quá trời giàu luôn. Bây giờ nếu mà tính về tài sản về giá trị nó tàu nó giàu hơn Mỹ nhưng mà bây giờ nó cạnh tranh là cường quốc phát triển số 1 số 2 với Mỹ mà dân số nó 1,4 tỷ mà sao dân nó cũng không chịu đẻ vậy. Bây giờ bên tàu cũng đang sốt ruột cũng đang thúc giục dân đẻ đi đẻ đi, thì bây giờ Việt Nam mình cũng y chang bài, tàu cũng khuyến đẻ không, Triều Tiên cũng khuyến đẻ, Việt Nam bây giờ cũng khuyến đẻ. Mà nói cho ngay cái tình trạng mà lão hóa dân số, dân số bị già đó, nó không phải chỉ xảy ra ở những cái nước này, Nhật cũng vậy không, dân số người già cái tỷ kêu là cái tỷ lệ người già cũng rất đông, Mỹ cũng vậy, châu Âu cũng vậy, Bắc Âu cũng vậy, những cái nước mà càng phát triển mà khoa học kỹ thuật càng tốt, y khoa càng tốt thì cái người dân người ta được chăm sóc y tế tốt, người ta sống thọ. Nhưng mà đừng có thấy như vậy ha, đừng có thấy như vậy mà ham. Nói chợ bây giờ cái tình trạng dân số già đâu phải chỉ có mình Việt Nam mình bị, ở khắp nơi trên thế giới người ta bị. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái chất lượng về bảo hiểm y tế và cái an sinh xã hội á, Việt Nam mình á, mà so với Nhật, với Sinh, với
châu Âu, Bắc Âu và Tây Âu, và so với Mỹ, Úc, Canada rồi đâu có giống nhau quý vị. Đâu có giống nhau. Mình đâu có so như vậy được. Mình so cái chất lượng cuộc sống của người già ở những cái xứ đó và cái chất lượng cuộc sống của người già ở xứ mình, thì quý vị thấy nó đâu có giống nhau đâu. Đừng có trúng bài của mấy ảnh ha. Mấy ảnh là lúc nào là cũng đi ra trước meeting, xong rồi đứng trước micro nói, rồi xin lỗi, rồi kêu gọi, rồi năn nỉ, xong rút khăn ra chấm 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 nước mắt. Mấy cái cảnh đó mình quen thuộc quá rồi, hiểu không? Đừng bao giờ nhìn như vậy mà tưởng bợ. Rồi nó treo cho quý vị một cái cục tiền lủng lẳng trước lỗ mũi. 20 triệu nó đâu có nhiều nhỏ gì đâu quý vị. 20 triệu nó đâu có là cái gì đâu. Quý vị cầm 20 triệu đó mà quý vị lo được cho con mình tới 18 tuổi đó, thì cái đó lúc đó tôi chắp tay tôi thừa nhận là tôi nói sai, tôi suối bậy. Nếu quý vị nghĩ cái 20 triệu đó mà quý vị cầm, quý vị lo được cho con quý vị chừng nào. 20 triệu đó mà tôi nói quý vị mà giỏi, mà kêu là giỏi mà vén khéo à, hả, rồi tìm bệnh viện mà kiểu mà cũng đừng có xài sang, nằm phòng dịch vụ đồ này kia nọ, thì ok, 20 triệu đó có khi quý vị đi đẻ về quý vị cũng còn dư được 5-7 triệu. Nếu 5-7 triệu đó thì quý vị nuôi con được trong vòng bao lâu? Rồi từ lúc đó cho đến mãi về sau, sau khi nó xong đại học thì quý vị ai phụ quý vị, ai lo đây? Thấy chưa? Không có dễ dàng gì đâu. Thành nói thôi, tôi can đó, ai can du như không? Nứng nừng nưng gì thì phải nhớ tới đồng chí Võ Nguyên Giáp, nhớ tới cái vòng của ổng như không? Chứ đừng có mà sơ hở đấy. Nói trắng ra, nói thiệt với quý vị, tại sao bây giờ chính phủ kêu gọi quý vị đẻ? Không thương yêu gì mình đâu. Nó không chả có mà tử tế mà nghĩ tới cái tiền đồ của dân tộc, nghĩ tới cái sự duy trì nòi giống này kia không. Nếu mà thật sự nó nghĩ tới cái điều đó thì nó đã không có cái kiểu mà hòa nhập và hòa tan với tàu như vậy. Nó không có cái kiểu mà nó bôi xóa lịch sử và nó bôi xóa tiếng Việt rồi bây giờ nó cho tiếng tàu rồi này kia vô. Không. Cái dân tộc này nó sẽ diệt vong, nó sẽ biến mất khi mà nó bị hòa tan vào với tàu bằng những cái chiêu trò bắt buộc từ cái bọn tay sai Hán Nô này. Vậy thì nó kêu gọi mình đẻ nhiều để làm gì? Để xe nợ công chứ làm gì đâu. Với lại á, mấy anh mấy chị phải đẻ. Tại vì sao? Dân còn đẻ, đẻ ra còn con người sống, còn thở là còn đóng thuế. Cái đảng này đó, dân mà còn thở thì nó còn gỡ. Chứ mà dân mà tắt thở là nó tắt theo. Thành thử mấy anh mấy chị phải đẻ, đẻ để xe nợ công cho nó chứ làm gì? Đẻ để đóng thuế nuôi nó chứ làm gì? Dân còn đẻ là đảng còn khỏe để mà đè đầu cưỡi cổ người dân. Thành ra mình làm gì làm nha. Mình vui gì thì vui á. Mình phải tỉnh táo nha quý vị nha. Tôi nói rồi đó. Còn không thì lúc mà mấy anh chị mà hành sự, mấy anh chị treo hình Võ Nguyên Giáp đầu giường đi. Thấy không? Để lúc mà hứng quá mà suýt quên á, nhìn tới ông Võ Nguyên Giáp là nhớ tới cái vòng của ông, là nhớ liền, là rút quân liền. Ok. Cô Lan Tường nói 20 triệu mà nếu mà đi đẻ mổ là ta nói là thua rồi hả, âm rồi hả cô? 20 triệu là không đủ không cô? Nha, thì bởi vậy. Ở bên đây anh chị đi đẻ đâu có tốn tiền đâu trời, thành ra đâu biết đâu à. Nhiều lúc mình có cái cảm giác giống như á, mình nuôi con giùm cho chính phủ thiệt. Mình nuôi con giùm cho chính phủ, tại vì nó chu cấp không, nó chu cấp để cho mình nuôi. Nếu mà mình là cái người có đi làm có thu nhập á, mà mình phải nghỉ hậu sản á, thì lương bổng của mình á, công ty với lại bên sở an sinh xã hội người ta trả. À, quý vị biết không, bên đây mình nghỉ đẻ mình được quyền nghỉ tới 3 năm vẫn lấy lương nha quý vị nha, vẫn có lương nha. Thì tùy vô cái lương, cái lương bổng của mình cao thấp ít nhiều như thế nào á, thì trong cái thời gian mình đi làm mình đóng vô các cái quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ an sinh xã hội rồi đó, thì đến cái chừng khi mà mình nghỉ á, thì giữa giữa những giữa những cái quỹ phúc lợi xã hội đó nó sẽ làm việc thẳng với lại cái hãng của mình, hai bên, để nó chia cái tỷ lệ phần trăm lương. Còn mình thì mình cứ lãnh lương nhà, lãnh đúng 3 năm thôi. Tại tại vì bắt đầu 3 tuổi là chương trình giáo dục và bắt buộc mà. À,
chương trình giáo dục phổ thông ở toàn quốc bắt buộc 3 tuổi là con mình bắt buộc phải vào trường, thì chừng đó mình quay lại, còn mình không muốn quay lại thì mình đi làm lại bao nhiêu phần trăm là tùy mình. Đó là mình đang nói về cái những cái quyền lợi khi mình thai kỳ với lại hậu hậu sản rồi đó, thấy không? Rồi sau đó rồi là con mình nó được trợ cấp cho tới năm bao nhiêu tuổi, nhiều ít gì cũng có. Thành ra mình thấy mẹ mình giống như mình đang nuôi con giùm cho chính phủ vậy đó, ta gửi tiền mình hay là người ta nhờ mình nuôi dạy nó vậy. Và cái chuyện dạy dỗ nó thì nhà trường nó phụ với lại gia đình, nhưng mà trách nhiệm của nhà trường rất rõ ràng và trách nhiệm của gia đình cũng rất rõ ràng. Thành ra mình để con mình mà thiếu thốn, đói khát hoặc là hư hỏng hay này kia là chính phủ nó có quyền nó bắt con mình đi à, phải cẩn thận. Cái xứ này mình nuôi con giùm cho chính phủ, biết không, để mà sau này nó trở thành những cái người chủ nhân tương lai của đất nước. Ừ. Còn ở cái xứ bên kia đó thì má mình đẻ con mình ra mình cực khổ thấy bà nội, để mà con mình lại tiếp tục làm cái kiếp tôi mọi để mà dung dưỡng phục vụ cho cái bọn tôi tớ. Đời có nhiều cái ngược ngạo mà ơi.